các bạn ơi, mình về gần tới nhà rồi. Yeah, còn khoảng chừng 100 cây số nữa. 100 cây số không thiệt đấy. 100 cây nữa sắp về tới nhà rồi. Hành trình đi du lịch nghỉ tại hotel 2 ngày, bây giờ về rồi đi chơi thành phố, thăm thành phố. Mình về tới nhà quen. Rồi nhưng mà còn 100 cây nữa. Mình về gần tới đây thì trời nắng lên. Ừ, thấy trời nắng lên thế. Thấy trời nắng đẹp quá rồi, xong rồi đó, thôi mình quay chút xíu ấy. Quay cảnh trên đường đi, quay chút xíu. Bạn nào thích xem cái cảnh mà xa lộ của Đức Đức thì xem. Đây này, rất là nhiều chỗ nghỉ nhé. Đây là xa lộ số 3. Xa lộ bên Đức thì không có cái tên các bạn ơi, chỉ có cái số thôi. Đây là xa lộ số 3 nha, mở bên ba lô. Cái trục lộ này là xe cộ chạy suốt đêm luôn, 24/24 luôn, tại vì nó đi vào cái sân bay á, nó dẫn vào sân bay, thành ra là cái nó cũng là cái vận chuyển nó cũng rất là nhộn nhịp luôn á. Đó, các bạn xem cảnh luôn đi nha. Và đường xá ở Đức á, lúc nào cũng chạy bon vậy nè, không có lỗ gà đâu. Đó, ở Đức mà các bạn có xe đi chơi sướng lắm. Mùa hè thích đi đâu là đánh xe đi. Chỉ việc là đổ xăng thôi. Chỉ việc là dùng euro đổ xăng thôi rồi là đi thôi. Với lại dùng euro để thuê hotel thôi. Ừ, để đi chơi. Đâu có gì đâu, rất là đơn giản luôn. Đơn giản thôi. Đi chơi mua gì mua à. Rồi tới thăm những người quen ở cái thành phố nào mình có người quen thì mình tới thăm người ta thôi à. Còn không có thì coi như mình đi chơi thôi. Ở bên Đức này á, là nếu mà có xe đi đứng rất là đơn giản, thuận lợi lắm. Còn thích đi xe lửa thì đi, thích đánh xe nhà đi thì đi. Thích đi xe lửa cái xem tình hình coi như là cái vấn đề giao thông của Đức nó có gì thay đổi sau cái đại dịch không. Không đi xe nhà đó, bạn thấy không, cái cảnh đẹp chưa, có nắng lên chứ là đẹp rồi. Lâu lâu đi chuyến ông xã đi làm mà có 1-2 tháng để nghỉ cắt ô lao khoảng tuần, thì trong cái tuần này đi chơi 2-3 ngày rồi về thế thôi. Đi là có xe sau lưng mình đây. Rồi qua mặt đây. Rồi qua mặt thì mình vào đi cho nó qua mặt. Vào phải có chỗ vào chứ. Đây hai chỗ này mà chả vào đâu chứ. Đó, thằng kia đi ra rồi kìa. Kia chắc là đi chuẩn bị off-road đi. Cũng chuẩn bị off-road hay là có autobahn nào kìa. Đây, mấy cái chỗ vô, mấy cái chỗ vào, mấy cái chỗ nữa. Bao giờ hả? Nghỉ ngơi hả? Đúng rồi. Mấy cái làng nhỏ đó. Ừ, đúng rồi, đi đảo off-road đó. Niederhausen đó. Tức là ao phạt đấy, cái đường mà đi vào các cái thành phố khác đấy, thành phố nhỏ. Ngoài thành phố đấy. Mấy cái làng nhỏ. Ở mấy cái làng nhỏ đấy. Còn không thì mình đi thẳng, có mũi tên thẳng là mình đi thẳng. Các bạn chỉ đi đâu trên Đức này các bạn chỉ rất là nhiều luôn. Đi đâu hướng nào có hết, chỉ trước hết rõ ràng luôn. Rồi. Nên mình chỉ trước mình luôn á. Mặt
xa xa có một con cái. Sao thì con cái chúng ta nghỉ ngơi đấy. Dù lái xe tải đường dài đa phần là xe tải, ta mệt cho vào ta nghỉ. Đây, đường ra đây này. Ở cái đường ra này đấy. Dạ, từ cái bảng đó nó ra. Cứ đi mà nhiều khi ta mệt, ta cần nhu cầu nghỉ ngơi. Nằm ngủ. Ông đang chở cái gì này, hàng gì đấy. Chưa nhìn ra. Thank you.
luôn ha. Sao mà lớn thế đâu, mình đi vắng hai ba hôm.
số nữa mình phải tới nhà rồi. Thôi xin tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn